4 bài thuốc hay chữa mất ngủ chỉ trong 1 tuần. Giải pháp thay thế cho những viên thuốc ngủ đang ngắt lại nhiều tác dụng phụ là dùng các bài thuốc nam với nguyên liệu quen thuộc trong cuộc sống. Dưới đây là 4 bài thuốc hay chữa mất ngủ, chỉ cần kiên trì sử dụng 1 tuần sẽ mang đến cho bạn những giấc ngủ ngon. Top 4 bài thuốc hay chữa mất ngủ. 1. Lá bồng nêm. Lá bồng nêm có chức năng như tên gọi của mình, dùng lấy lá gói nêm, hạt được trồng để làm cảnh. Tuy nhiên, từ lâu đời, y học cổ truyền đã chứng minh trong lá bông có những hợp chất tác động lên hệ thần kinh trung ương, kích thích giấc ngủ. Lá bồng nêm cũng có thể chế biến thành nhiều bài thuốc hay chữa mất ngủ như sau. Hãm nước uống. Lấy lá bồng, hoa nhài tươi, táo nhân xào đen và tăm sen xào thơm thành một thang, sắc với 2 lít nước uống nhiều lần trong ngày. Ngâm rượu. Lấy lá bồng nêm phơi khô, thái nhỏ, cho 1 lít rượu vào ngâm ngập lá, đậy nắp kín để trong 20 ngày, mỗi lần uống lấy 15ml, dùng trước khi đi ngủ là tốt nhất. 2. Hoa nhài. Hoa nhài, ngoài việc dùng để ướp trà, tạo mùi thơm, thì cả rễ và hoa của loại cây này còn được ứng dụng để chữa mất ngủ hiệu quả. Có 2 cách dùng cây hoa nhài làm thuốc như sau. Với hoa nhài, bạn hái khoảng 10 bông hoa tươi, sau đó cho thêm 2g tăm sen, sắc lấy nước uống nhiều lần trong ngày. Với rễ cây nhài, bạn có thể phơi khô, cắt nhỏ để ngâm rượu. Rượu rễ hoa nhài để khoảng 1 tháng sẽ ngả sang màu hành vàng, có mùi thơm nhẹ rất dễ uống. Dùng liên tục khoảng 1 tuần sẽ giúp ngủ ngon hơn. 3. Hạt sen. Hạt sen không chỉ được dùng dưới dạng thực phẩm mà nó còn được các chuyên gia đông y đánh giá cao trong việc an thần, thúc đẩy giấc ngủ. Tuy nhiên, thành phần chính chữa mất ngủ lại không phải hạt sen mà là tâm sen, phần nhân màu xanh nhỏ nằm ở giữa hạt. Bạn có thể sử dụng hạt sen nấu thành những món ăn, bài thuốc hay chữa mất ngủ như chè hạt sen, hạt sen long nhãn. Nên để cả phần tâm sen bên trong, mặc dù sẽ làm món ăn có vị đắng nhẹ nhưng lại rất tốt. Nếu dùng riêng phần tâm sen thì cần xào vàng để hạ bớt dự tính, sau đó hãm nước và trà uống. Liều lượng thích hợp mỗi ngày là từ 1 đến 3 gram, dùng quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến khả năng sinh lý của cả hai giới. 4. Quả dâu tằm. Quả dâu tằm khá lành tính và nhiều tác dụng với sức khỏe, đặc biệt tốt cho người mất ngủ. Còn gì tuyệt vời hơn khi mùa hè nắng nóng được thưởng thức những cốc nước dâu ngâm mát lạnh. Một cách khác, bạn cũng có thể làm cao dâu bằng cách ép lấy nước 1 kg dâu tằm chín rồi đem đun với lửa nhỏ, thêm đường nấu thành cao mềm. Mỗi ngày dùng 1 đến 2 lần, mỗi lần khoảng 5g, vừa dễ ngủ lại cung cấp nhiều vitamin cho cơ thể. Bên trên là 4 bài thuốc hay chữa bệnh mất ngủ từ những nguyên liệu rất đời, chẳng cần tốn kém hay tìm đâu xa xôi, bạn vẫn có thể chữa bệnh hiệu quả mà rất an toàn. Ngại gì mà không thử. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Rượu vang đỏ ngâm hành tây giúp ổn định huyết áp chỉ sau 5 ngày. Bệnh cao huyết áp thường được gọi là kẻ giết người thầm lặng, bởi đây là căn bệnh ít có biểu hiện ra bên ngoài. Ngoài những cách chữa theo y học hiện đại, còn có những bài thuốc cổ truyền dễ áp dụng như rượu vang đỏ ngâm hành tây dưới đây. Chị Ngọc Hà cùng mẹ chiến đấu với căn bệnh cao huyết áp và đau nhức do tuổi già đem lại đã lâu, áp dụng đủ các phương pháp đông y, tây y kết hợp mà chẳng ăn thua. Trước kia, mẹ chị rất năng động, thường xuyên tham gia các hoạt động cộng đồng ở tổ dân phố, lại thoải mái đi du lịch và ăn uống ngon miệng mỗi dịp gia đình tụ tập quây quần. Nhưng gần đây, chứng kiến cân nặng của mẹ bắt đầu khó kiểm soát do ít vận động và tập thể dục vì chứng đau nhức hành hạ, chị Ngọc Hà thấy sốt ruột và lo lắng vô cùng. Thật may mắn, trong một lần đi công tác ở Hồng Kông,
Như đối tác công ty bạn chia sẻ mèo nhỏ, chị Ngọc Hà đã giúp mẹ đánh bay chứng huyết áp cao và bị đau nhức. Dần dần lấy lại nếp sinh hoạt như trước kia, chị Ngọc Hà đã chia sẻ bài thuốc đơn giản nhưng vô cùng hiệu nghiệm này với mọi người. Hôm nay, mình xin chia sẻ với mọi người một vị thuốc rất hay mà mẹ mình đã uống và thấy rất hiệu quả. Lúc trước, ngày nào mẹ cũng phải uống thuốc đau nhức, đo huyết áp hàng ngày và thường xuyên phải ra vào bệnh viện thăm khám. Nhưng giờ tình hình của bà đã được cải thiện rất nhiều. Hiện, mẹ mình chẳng cần uống thuốc nhưng luôn thấy trong người nhẹ nhõm dễ chịu. Khâu chuẩn bị nguyên liệu khá đơn giản. Chọn mua hành tây, màu tím càng tốt, và một chai rượu vang đỏ, hạt rượu nho cũng được. Hai thứ này đều dễ kiếm. Ngâm theo tỷ lệ 2 củ hành tây trộn với 500ml rượu vang đỏ. Do rượu vang thường được đóng chai theo quy cách 750ml trên một chai, nên mọi người chỉ cần chuẩn bị 3 củ hành tây cho mỗi chai. Mình ít bị cay mắt khi chế biến hành tây nên thường phụ giúp mẹ làm. Trước tiên rửa sạch, lột vỏ, cắt dọc củ hành 8 phần bằng nhau, rồi cho vào bình thủy tinh, đổ rượu vào, đóng kín nắp bình rượu, để chỗ thoáng mát khoảng 1 tuần. Sau đó chắc riêng rượu và hành vào 2 bình đựng khác nhau, cắt rượu vào tủ lạnh. Lưu ý mọi người, khi ngâm rượu, hoàn toàn có thể cho cả lớp vỏ của hành vào. Hiệu quả giảm đau nhức và hạ huyết áp sẽ càng cao. Cách dùng của mẹ mình như sau. Mỗi lần uống chừng 50ml, mỗi ngày uống 1-2 lần. Người cao tuổi khuyến khích nên dùng khoảng 20ml để có tác dụng tốt nhất. Mọi người nên ăn cả lá hành đã ngâm. Những ai không uống được rượu thì cho thêm vào một lượng nước tương đương với một lần sử dụng. Đun sôi 5 phút rồi mới để lạnh và uống. Đối với người thích ngọt, có thể pha thêm vào nước rượu chút mật ong. Theo tài liệu mình và mẹ tham khảo được, thì hành tây, đặc biệt là hành tím, có tác dụng giúp hạ huyết áp một cách tự nhiên. Và rượu vang đỏ ngâm hành tây là bài thuốc đa năng rất hữu hiệu. Ở Nhật Bản, người ta dùng loại rượu ngâm này chữa bệnh cao huyết áp, giảm lượng đường trong máu, cải thiện tật viễn thị ở người cao tuổi, chữa chứng tiểu đêm, khó ngủ, mắt mờ và mệt mỏi, chữa bệnh nước tiểu đục, trướng bụng do bí đại tiện. Mình đã quảng cáo bài thuốc rẻ tiền này cho bạn bè và đồng nghiệp. Nhiều người dùng loại rượu trên cho biết sau 3-5 ngày thấy kết quả ngay, da căng hồng, ngủ ngon, chân tay linh hoạt hơn. Chúc mọi người cũng tìm lại được niềm vui và hạnh phúc tuổi già đơn giản như mẹ mình. Không nên vứt bỏ hành tây quá nhiều khi chế biến. Hành tây tím ngoài công dụng ổn định huyết áp còn giúp ngừa thiếu máu, giảm viêm, tăng cường hệ miễn dịch, giúp giảm sốt, làm loãng máu, đánh tan các cục máu đông và lọc máu ra khỏi các chất béo không lành mạnh. Khoa học hiện đại đã chỉ ra rằng chất flavonoid chống oxy hóa có nhiều ở những lớp vỏ ngoài của hành tây. Nếu lọt 2 lớp vỏ đầu tiên của hành tây thì ta đã loại bỏ 75% chất chống oxy hóa có nguồn gốc tự nhiên. Vì vậy, thật sai lầm khi lọt bỏ quá nhiều các lớp vỏ này. Các chuyên gia cũng khuyên rằng mỗi người nên ăn ít nhất 3 củ hành tây tím trên một tuần, có thể ngăn ngừa ung thư. Để tốt cho sức khỏe, cần có hành trong chế độ ăn uống, ít nhất là 1 củ hành tây tím mỗi tuần. Uống 1 ly rượu vang mỗi ngày nếu muốn giảm huyết áp. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, một người được xác định là mắc bệnh huyết áp cao khi chỉ số huyết áp tối đa trên 140 và huyết áp tối thiểu trên 90. Nhưng vài năm trở lại đây, số lượng người mắc bệnh tăng huyết áp đang có chiều hướng gia tăng. Một nghiên cứu gần đây cho thấy, nữ giới uống đều đặn một cốc rượu vang mỗi ngày sẽ giúp huyết áp giảm từ 2mmHg với phát mạnh. Nếu uống 2 cốc rượu vang đỏ không cồn mỗi ngày trong 1 tháng sẽ giúp giảm huyết áp đáng kể. Với những người trên 50 tuổi, ngay cả khi bị cao huyết áp, họ vẫn nằm trong diện được uống 1 cốc rượu vang đỏ mỗi ngày. Bởi các chất phytochemica trong rượu vang làm tăng cholesterol tốt trong cơ thể. Thêm vào đó, thành phần chất chống oxy hóa giúp bảo vệ niêm mạc của động mạch vành. Vì thế,
Uống rượu điều độ từ 1 đến 2 ly rượu vang đỏ mỗi ngày rất có lợi cho sức khỏe. Ngoài ra, nhiều người lầm tưởng rằng bị cao huyết áp là không vận động thường xuyên. Thực ra, vận động với cường độ vừa phải sẽ giúp điều hòa huyết áp, tăng cường nhịp tim và hô hấp. Yoga và thiền cũng là hai phương pháp có hiệu quả ngăn ngừa bệnh cao huyết áp hữu hiệu. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Bị những bệnh này, chỉ cần ăn đậu bắp là khỏi. Các bạn hãy lưu lại ngay để có sức khỏe tốt nhất. Ngừa ung thư vú. Một nghiên cứu của các nhà khoa học Brazil được đăng trên chuyên san Biology Letter cho thấy chất lectin có trong đậu bắp tiêu diệt tới 72% tế bào ung thư vú. Các chuyên gia còn nói rằng lectin ở hạt đậu bắp trì hoãn sự tăng trưởng của các tế bào ung thư vú tới 63%. Nghiên cứu trước đó của các nhà khoa học Ba Lan và Pháp đăng trên chuyên san Phytotherapy Reset cho kết quả lectin trong đậu bắp có tác dụng tiêu diệt các tế bào u ác tính. Trong thời gian điều trị 48 giờ, lectin giúp ức chế sự tăng trưởng của các tế bào ung thư tới 75%. Giảm cân hiệu quả. Đậu bắp có chứa chất xơ giống như mướp nên có thể giúp bạn cảm thấy no lâu hơn. Khi ăn đậu bắp, bạn sẽ giảm được nguy cơ ăn vặt, nhất là ăn vặt vào bữa tối. Do vậy, bạn sẽ không phải lo đến khả năng ăn quá calo cho phép. Tốt cho thận. Với tác dụng lợi tiểu, nếu ăn đậu bắp hàng ngày sẽ giúp cơ thể giải độc thận và giúp bạn giảm cân nhờ đào thải được một lượng nước dư thừa. Đây cũng là một vũ khí tuyệt vời mà bạn có thể sử dụng để loại bỏ tình trạng đầy hơi. Hỗ trợ khả năng sinh sản và sức khỏe khi mang thai. Hàm lượng folate trong đậu bắp cao là yếu tố đặc biệt quan trọng mà bạn nên cân nhắc khi muốn bổ sung vào chế độ ăn uống trước khi thụ thai, vì nó làm giảm tỷ lệ dị tật ống thần kinh ở con. Tương tự như vậy, ăn nhiều folate trong thời kỳ giúp hỗ trợ một người mẹ và em bé khỏe mạnh. Giảm bệnh hen và ngừa bệnh táo bón. Các chuyên gia cho biết, ăn đậu bắp giảm nguy cơ lên cơn hen ở những người mắc bệnh hen suyễn. Hàm lượng chất xơ có trong đậu bắp kích thích nhu động ruột, qua đó ngừa táo bón. Tốt cho người bị tiểu đường. Đậu bắp còn hữu ích cho bệnh nhân tiểu đường vì nó giữ ổn định lượng đường trong máu. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Cát Lâm và Đại học Cát Lâm Trung Quốc, ăn đậu bắp cải thiện chức năng thận ở bệnh nhân tiểu đường. Bên cạnh đó, các đặc tính kháng khuẩn của đậu bắp giúp các cơn ho và giảm đau họng. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Nấu cà tím lấy nước uống, cô gái thu được kết quả kinh ngạc sau 2 ngày. Từ khi phát hiện những cơn đau do bệnh khớp, đặc biệt là ở đầu gối và mắt cá chân, người phụ nữ này đã đến khá nhiều nơi và được bác sĩ cho dùng thuốc, nhưng cơn đau chỉ hết tạm thời. Sau đó, cô tìm kiếm các phương pháp điều trị viêm khớp tự nhiên, vô tình đọc được một bài thuốc với cà tím. Chính nó đã giúp cô đoạn tuyệt với triệu chứng và biến chứng của căn bệnh này. Phương thuốc này là tất cả những gì cô cần để làm dịu những cơn đau khủng khiếp ở các khớp. Điều này hoàn toàn có thể xảy ra vì trong cà tím chứa nhiều chất sắt và dồi dào vitamin giúp ngăn ngừa thiếu máu. Bên cạnh đó, magie, kali và canxi cùng với vitamin A và C trong cà tím còn có tác dụng cải thiện cấu trúc xương, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch. Và cà tím là loại quả chứa nhiều chất xơ. Không những vậy, trong cà tím còn có một chất gọi là acid chlorogenic, một chất chống oxy hóa rất mạnh, giúp đẩy lùi các bệnh về đường ruột và cải thiện hệ tiêu hóa. Bên cạnh đó, ăn cà tím còn tốt cho người bị bệnh tiểu đường type 2 vì lượng xơ dồi dào chứa trong nó. Nước cà tím vừa dùng để uống
vừa dùng để thoa và bóp như một loại dầu giảm đau nhức khá hiệu quả. Cách thực hiện được cô gái chia sẻ như sau. Chuẩn bị một quả cà tím cỡ vừa, 1 lít nước. Thực hiện 1. Trước tiên, bạn rửa cà tím và thái thành từng khúc mỏng. 2. Đun sôi 1 lít nước, tắt bếp. 3. Cho cà tím vào nồi nước vừa đun, đậy nắp lại. 4. Ngâm cà tím trong nồi nước sôi cho đến khi nước nguội hoàn toàn. 5. Cuối cùng, lọc bỏ phần xác cà tím và chắc lấy phần nước. Cách dùng: theo như lời chia sẻ thì chỉ sau 2 ngày uống và bôi nước cà tím, các cơn đau khớp sẽ dần biến mất. Nhưng để đạt hiệu quả tối ưu thì bạn nên duy trì uống nước cà tím trong khoảng 2 tuần. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Chỉ cần cho chanh vào ngăn đá là bạn đã có ngay một thần dược. Nếu muốn tận dụng tối đa công dụng của chanh thì bạn hãy cho ngay quả chanh đó lên ngăn đá nhé. 1. Công dụng của chanh. Chanh vốn là một loại quả tự nhiên, có nhiều tác dụng trong việc chăm sóc sức khỏe và làm đẹp cho mọi người. Tuy nhiên, chắc các bạn không biết rằng chanh tươi đã tốt, chanh đông lạnh còn tốt hơn nhiều lần. Khi được bảo quản trong điều kiện bình thường, chanh có rất nhiều công dụng như thải độc cơ thể, cung cấp vitamin C, giúp tăng cường hệ miễn dịch và giảm béo bụng rất tốt. Tuy nhiên, khi bạn cho chanh vào đông lạnh, bạn sẽ có ngay một thần dược giữ nguyên các công dụng của chanh. Ngoài ra, còn có khả năng chống lão hóa cao gấp nhiều lần ban đầu. Chất chống oxy hóa trong chanh giúp bạn giảm các vết thâm, đốm trên da, cải thiện các nếp nhăn. Thậm chí uống chanh đều đặn giúp bạn giảm sẹo, trẻ hóa làn da, bởi nó giúp giải độc trong máu, giữ da bạn đều màu và rạng rỡ. Đặc biệt, rất nhiều người không biết rằng hầu hết các dinh dưỡng, chất chống oxy hóa tập trung ở vỏ chanh, phần bạn hay vứt đi. Nên việc đông lạnh chanh sẽ giúp bạn dễ dàng sử dụng được phần vỏ chanh một cách dễ dàng. 2. Hướng dẫn làm chanh đông lạnh. Bạn mua chanh tươi rồi ngâm 10 đến 15 phút trong nước muối loãng. Vớt ra vẩy cho ra bớt nước, cho chanh trực tiếp vào trong ngăn đá tủ lạnh. Khoảng 4 đến 5 tiếng sau khi chanh đã đông cứng hoàn toàn thì có thể mang ra sử dụng. 3. Cách sử dụng. Lấy dụng cụ bào nhỏ cả quả chanh, rồi trộn chanh đá bào vào sinh tố hoặc các món salad để ăn trực tiếp. Mỗi tuần, các bạn hãy chăm chỉ ăn từ 2 đến 3 quả chanh đông lạnh mỗi tuần để có thể trẻ hóa cơ thể và chống lão hóa về lâu dài. Chăm chỉ ăn hỗn hợp này mỗi tuần, bạn sẽ thấy gương mặt trẻ ra cả chục tuổi. Ngoài ra, hỗn hợp này còn có khả năng thanh lọc cơ thể, hỗ trợ quá trình giảm cân, đốt mỡ hiệu quả hơn. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Cứ tưởng ăn mít nóng khó tiêu, ai dè sốc khi phát hiện ra công dụng chữa xấu bệnh tuyệt vời này. Tôi ăn mít thay cơm như vậy trong 2 ngày liền, nhưng tuyệt nhiên không thấy bị nóng, bị ngứa, bị đổi mụn nhọt hay khó tiêu gì cả. Đây là chia sẻ của độc giả Hoàng Hải Yến, 35 tuổi ở Bắc Ninh, về món mít ưa thích đang vào mùa. Chị đem điều này hỏi bác sĩ dinh dưỡng thì được biết, mít chỉ nóng đối với những ai có cơ địa thường xuyên bị mụn nhọt, chóp lèo, chỉ khó tiêu với người bị suy nhược cơ thể, sức khỏe yếu kém. Còn lại, với người có thể trạng bình thường thì ăn mít vô tư, bởi mít là loại trái cây giàu năng lượng và rất tốt cho tiêu hóa. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, mít là loại trái cây có rất nhiều dưỡng chất thiết yếu như kali, vitamin A, vitamin C cùng những khoáng chất như sắt, magie, đồng, kali và chất xơ và nhiều chất chống ung thư. Do vậy, ăn mít rất tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên,
nhiều người đã có quan niệm sai lầm về loại quả bổ dưỡng tuyệt vời này. Những quan niệm sai lầm về việc ăn mít khó tiêu, không đúng. Vì mít rất hữu ích trong việc giải quyết các vấn đề đầy bụng, khó tiêu. Nó làm giảm nhiệt và kích thích hoạt động của dạ dày, cải thiện dòng chảy của dịch tiêu hóa, giúp cơ thể tiêu hóa thức ăn tốt hơn. Trong mít có chứa rất nhiều vitamin C và chất xơ có lợi cho tiêu hóa. Chất xơ có trong quả mít được tiêu hóa rất nhanh, cho phép điều chỉnh hoạt động tiêu hóa của ruột. Nó giúp thúc đẩy quá trình loại bỏ chất thải từ thức ăn ra khỏi cơ thể chúng ta. Vì chất lượng chất xơ cao, mít là loại trái cây tuyệt vời có thể giúp bạn giảm thiểu và phòng ngừa bệnh táo bón. Ăn mít sẽ khiến bị tăng cân, không đúng. Ngược lại, ăn mít còn giúp bạn giảm cân rất hiệu quả nếu biết sử dụng đúng cách và hợp lý. Quả mít rất giàu vitamin C, chất xơ, kết hợp với protein làm cho chất béo bị đốt cháy hiệu quả và làm giảm trọng lượng cho cơ thể. Bản thân mít không có chất béo, có chứa rất nhiều chất xơ, cho nên sau khi ăn sẽ chiếm rất nhiều không gian dạ dày, làm cho ta dễ có cảm giác no. Theo đó, khống chế được lượng ăn vào, tránh được tình trạng béo phì do ăn uống nhiều. Mít sẽ làm bạn tăng cân chỉ khi bạn ăn quá nhiều. Nếu ăn với liều lượng hợp lý, mít hoàn toàn có thể giúp bạn giảm cân và tốt cho sức khỏe. Ăn mít nhiều gây nóng, sinh ra ngứa ngáy, chốc lỡ, mụn nhọt, không đúng. Theo chuyên gia dinh dưỡng, bất cứ loại quả chín nào cũng là nguồn cung cấp vitamin và muối khoáng quan trọng trong chế độ ăn của mỗi người. Vì ăn trực tiếp, không qua nấu nướng, nên quả chín giữ nguyên được hàm lượng vitamin và khoáng chất. Trong muối mít chứa nguồn vitamin C, vitamin A dồi dào, giúp cơ thể tăng sức đề kháng rất tốt, giúp cơ thể chống lại quá trình oxy hóa một cách mạnh mẽ. Nhờ những tác dụng như vậy, nên ăn mít không những không gây mụn nhọt, chốc lỡ, mà ngược lại, giúp duy trì đủ độ ẩm của làn da, bảo vệ da khỏi bị khô, bệnh vảy nến, mụn trứng cá và nếp nhăn. Tuy nhiên, chỉ có những người hay bị cơ địa mọc mụn nhọt, rôm sảy, hay bị chắp lẻ mắt không nên ăn nhiều. Nguyên nhân là bởi hàm lượng đường cao trong quả chín sẽ làm tăng lượng đường trong máu, là môi trường thuận lợi cho các loại vi khuẩn phát triển, nhất là tụ cầu, nguyên nhân gây nên tình trạng mụn nhọt, chốc lỡ. Những lợi ích tuyệt vời khác của quả mít: chống lại bệnh ung thư. Mít rất giàu chất chống oxy hóa như vitamin C, kali, góp phần làm giảm nguy cơ stress có liên quan đến nhiều bệnh ung thư. Đồng thời, một nghiên cứu gần đây cho thấy một hợp chất trong quả mít được gọi là linan và saponin có hiệu quả giúp ngăn ngừa ung thư. Những loại chất dinh dưỡng thực vật có khả năng loại bỏ các gốc tự do gây ung thư ra khỏi cơ thể và làm chậm quá trình thoái hóa của tế bào, nguyên nhân dẫn đến các căn bệnh liên quan đến thoái hóa. Ổn định huyết áp cao. Kali là dưỡng chất đóng vai trò quan trọng cho những hoạt động của hệ thần kinh, có tác dụng làm giảm mức huyết áp. Trong quả mít chứa hàm lượng kali cao, với những người bị tăng huyết áp, quả mít có tác dụng tăng cường khả năng giải độc của gan, xúc tiến quá trình chuyển hóa cholesterol và dự phòng xơ vữa động mạch. Ăn mít thường xuyên là cách để làm giảm nguy cơ đau tim và đột quỵ. Giúp xương chắc khỏe. Các nghiên cứu mới đây đã chỉ ra rằng các thành phần trong mít góp phần làm cho xương chắc khỏe. Trong mít chứa rất nhiều magie, một chất dinh dưỡng quan trọng cho việc hấp thụ canxi giúp xương chắc khỏe, ngăn ngừa các rối loạn liên quan đến xương như viêm khớp, loạn xương, ngăn ngừa thiếu máu. Mít được biết đến với tác dụng tăng cường máu, rất tốt vì nó giàu chất sắt. Ngoài ra, quả mít cũng chứa nhiều các dưỡng chất như kali, natri, vitamin C và vitamin A, nên nó có thể làm tăng sự hấp thu và nồng độ oxy trong máu, giảm nguy cơ thiếu máu hiệu quả. Bên cạnh đó, mít còn có tác dụng thúc đẩy hoạt động bình thường của các tế bào hồng cầu trong cơ thể, giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh tim. Cũng giống như hầu hết các loại trái cây và rau củ khác, mít cũng là loại trái cây thân thiện đối với tim mạch vì lượng vitamin B6 cao trong mít có thể làm giảm homocysteine trong máu, yếu tố gây nên bệnh xơ cứng động mạch. Phòng ngừa chứng quáng gà. Mít chứa lượng vitamin A bằng lượng vitamin A của khoảng 1/4 ly cà rốt, nên loại trái cây này có khả năng phòng ngừa các bệnh về mắt như chứng quáng gà, giữ tuyến giáp luôn khỏe mạnh. Đồng là khoáng chất, giữ vai trò quan trọng trong sự trao đổi chất cho cơ thể, đặc biệt là sự sản sinh và hấp thụ hormone. Ngoài ra, nó còn giúp cho tuyến giáp luôn khỏe mạnh. Mít là nguồn thực phẩm tập hợp nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể, trong đó có khoáng chất đồng.
Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Nếu trước cửa hay trong vườn nhà có cây này, tốt nhất hãy chặt ngay cho lành. Đều là cây xanh, nhưng có những loại cây bạn tuyệt đối không nên trồng trong khuôn viên nhà mình, đặc biệt là một số loại cây dưới đây. 1. Cây dâu. Theo quan niệm dân gian, cây dâu, cành dâu được dùng để xua đuổi tà ma, thế nhưng nó không được khuyến khích trồng trong vườn nhà, đặc biệt là trước cổng nhà. Nguyên nhân là bởi trong tiếng Hán, cây dâu đọc là tang, cùng âm với tàn ma, tàn tốc, có liên quan đến chết chóc bất hạnh, không mang lại may mắn. 2. Cây liễu. Là loài cây dễ sống, nên liễu được chọn để trồng khá nhiều ở những nơi công cộng. Vừa mang lại màu xanh, vừa tạo cảnh đẹp hữu tình. Tuy nhiên, nó hoàn toàn không phù hợp cho việc đem về nhà trồng trong sân vườn. Theo yếu tố tâm linh, liễu trồng trong nhà sẽ mang đến buồn phiền, xui xẻo, hao tài tốn của cho gia chủ. Liễu thường gắn với những điển tích buồn thảm và không được may mắn, nên khi hiện diện trong vườn nhà, nó sẽ mang ý nghĩa không may mắn, tốt đẹp. Không chỉ vậy, quan niệm dân gian cho rằng cây liễu thuộc về phần âm, có thể dẫn dụ âm khí vào nhà. 3. Cây dương. Dương cũng giống như liễu, đều được xếp vào nhóm những loại cây có thể dụ dẫn ma quỷ, tà khí vào nhà, theo quan niệm dân gian. Chính vì thế, người ta không trồng cây này trong khuôn viên nhà ở. 4. Cây bách. Thực ra, bách là loài cây mang ý nghĩa rất hay, đại diện cho sự trường thọ, vĩnh cửu. Tuy nhiên, từ xa xưa, mọi người lại chọn loại cây này để trồng cạnh mộ phần, nên nó bị dán cho cái tiếng không tốt lành. Cho đến bây giờ, bách vẫn không phải là loại cây được khuyến khích trồng trong nhà. 5. Cây đa. Thường thì đa thường được trồng ở đền chùa, miếu mạo. Ngoài ra, loại cây này có gốc rễ đặc trưng, không giống với đại đa số những loại cây khác. Lúc trồi lên, lúc lại ăn sâu vào lòng đất, nên sẽ khiến cho địa hình đất đai quanh chỗ nó sống bị ảnh hưởng. Nếu trồng ở gần các công trình xây dựng, nó sẽ khiến cho nền móng nhà bị mất cân bằng. 6. Cây xương rồng. Với những cái gai nhọn hắt, xương rồng có lẽ chỉ thích hợp để trồng làm hàng rào. Nếu không vì mục đích này, các bạn nên cân nhắc đến việc trồng nó trong vườn. Nhiều người hẳn sẽ thích các chậu xương rồng được uốn tạo đẹp mắt, nhưng trong phong thủy học, trồng xương rồng trong nhà sẽ gây mất cân bằng âm dương, gây tiêu tán tài lộc, ảnh hưởng đến sức khỏe gia chủ. Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Chạm mặt cây chữa ung thư mà không biết. Xung quanh vườn nhà của mỗi gia đình có rất nhiều cây thuốc nam có tác dụng chữa bệnh thần kỳ nhưng ít người biết. Trong số này có cây nút nát, tên khoa học là Aculum indicum ven. Đây vừa là cây thực phẩm, vừa là cây thuốc vô cùng quý trong văn hóa chữa bệnh của người Việt. Lá, hoa và quả khi còn non có thể làm món xào, luộc hay nộm. Hoa và quả thường thu hoạch vào mùa hè. Trên thế giới, các nhà khoa học cũng có nhiều nghiên cứu và xác minh thực nghiệm về tác dụng chữa bệnh của cây nút nát. Trong đó, nổi bật là điều trị các bệnh như dạ dày, viêm gan, dị ứng, viêm phế quản, mụn nhọt, lị và đặc biệt là ung thư. Trong hạt và quả cây nút nát có chứa ít nhất 5 loại flavonoid, có tính kháng histamin, tác dụng tốt đối với bệnh dị ứng, mề đay và mẩn ngứa, và chất đắng kết tinh arosilin, alkaloid. Hạt nút nát phơi khô, sắc uống, hạt tán bột uống có thể giúp điều trị viêm hạ cấp và mãn tính, viêm phế quản, ho gà, đau dạ dày, đau mạn xương. Với vỏ nút nát, thường được đẽo trên vỏ cây còn sống, khi phơi, sấy khô, thường gọi là hòn bá nam, có vị đắng ngọt, tinh mát, có tác dụng thanh nhiệt táo thấp, tiêu thủng, giải độc. Ngoài ra còn có tác dụng chữa viêm gan, vàng da, viêm bàng quang, ỉa chảy, viêm họng, viêm phế quản,
hen phế quản, ho khan tiếng, sởi, mề đay. Dùng vỏ núc nát lượng 9-15g, sắc hạt nấu thành cao uống, kết hợp bồi ngòi, hạt rửa giúp điều trị dị ứng mề đay. Đặc biệt, hoàng bá nam có hiệu quả rất tốt trong điều trị ung thư. Hoàng bá nam là vị thuốc chính, để kết hợp với những vị thuốc nam khác để giải độc cơ thể, cân bằng nội môi, điều chỉnh hệ miễn dịch trong cơ thể để loại bỏ dị vật, khối u, tế bào lạ. Do vỏ núc nát có chứa ít nhất 5 loại flavonoid. Phương pháp chữa bệnh bằng liệu pháp thiên nhiên, không can thiệp cũng là xu hướng của thế giới hiện nay. Tức dùng các loại dược vật thay cho hóa chất tổng hợp để chữa các bệnh chuyển hóa, miễn dịch theo quy luật sinh học. Một số bài thuốc khác từ vỏ cây núc nát: chữa đau tức hạ sườn phải, da vàng, nước tiểu đỏ, do can khí ức kết. Vỏ cây núc nát: hoàng bá nam 16g, bạch thược 12g, hạt dành dành, chi tử 12g, đan bì 12g, nhân trần 12g, xài hồ 16g, sa tiền 12g, cỏ nhỏ nồi 16g, rau má 20g, cam thảo đất 16g, sắc uống ngày 1 thang chia 2 lần. Vỏ cây núc nát 16g, chó đẻ răng cưa 16g, có xay 16g, xài hồ 12g, đường quy 16g, tam thất 10g, thanh bì 12g, cơm rượu 16g, sa tiền 12g, rễ cỏ tranh 16g, cam thảo 12g, sắc uống ngày 1 thang chia 2 lần. Chữa đau dạ dày: vỏ cây núc nát, bồ hòn, ngũ linh chi, ô tạc cót, sắc nước uống. Chữa viêm da, dị ứng, mụn nhọt, mảng ngứa: vỏ cây núc nát sau qua 16g, kim ngân hoa 16g, kinh giới 16g, phòng phong 10g, hạt dành dành 10g, xài hồ 16g, đinh lăng 16g, xuyên khung 10g, bạch chỉ 10g, xài đất 16g, lá cơm rượu 16g, ức kim 10g, cam thảo 10g, sắc uống ngày 1 thang chia 2 lần. Vỏ cây núc nát 16g, lá đường đỏ 14g, cái dầu ngựa 14g, kim ngân hoa 16g, tô mộc 10g, trần bì 10g, cúc hoa 12g, sắc uống ngày 1 thang chia 2 lần. Thuốc rửa hạt bôi tại chỗ: vỏ cây núc nát, hoàng bá nam 50g, lá kinh giới 30g, lá đinh lăng 30g, sắc lấy nước rửa hạt bôi ngoài da ngày 2 lần. Chữa bệnh sởi cho trẻ em: vỏ cây núc nát 6g, kinh giới 6g, kim ngân hoa 4g, liên kiều 6g, lá diếp cá 5g, mã đề 4g, xài đất 5g, hoa hồng bạch 4g, huyền sâm 8g, xài hồ 4g, cam thảo 2g, đương quy 4g, sắc uống ngày 1 thang chia 3-4 lần. Chữa lị: vỏ cây núc nát 20g, hòn liên 12g, cỏ sữa 20g, khổ sâm 16g, lá nhót 20g, cỏ mài 16g, hạt sen 16g, bạch trực 12g, chích cam thảo 12g, cỏ nhỏ nồi sao đen 20g, sắc uống ngày 1 thang chia 2 lần. Vỏ cây núc nát 16g, bắp ổi 12g, đinh lăng 20g, khổ sâm 16g, rau sam 20g, hoa hè sao đen 16g, cỏ sữa 20g, bạch trược 12g, cỏ ngũ sắc 16g, ngũ gia bì 16g, hoàng đằng 12g, chích cam thảo 12g, sắc uống ngày 1 thang chia 2 lần. Chữa vú có cục rắn, đau: vỏ cây núc nát 16g, hương nhu 16g, cắt căn 16g, trinh nữ hoàng cung 6g, ức kim 10g, tám nhân sao đen 16g, đinh lăng 16g, hè hoa sao vàng 20g, đương quy 12g, hoàng kỳ 2g, xuyên khung 12g, tam thất 12g, huyền sâm 16g, xương bồ 12g, chích cam thảo 12g, sắc uống ngày 1 thang chia 2 lần, dùng trong 20-30 ngày một liệu trình. Lưu ý: người mắc chứng hư hàn gây đau bụng, đầy bụng tiêu chảy cẩn thận khi dùng núc nát. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Sai lầm nghiêm trọng khi ăn trứng luộc bạn phải bỏ ngay.
bạn buộc phải bỏ ngay thói quen ăn trứng luộc dưới đây nếu không muốn nguy hiểm cho sức khỏe. Trứng gà là thực phẩm được sử dụng thường xuyên trong bữa ăn của người Việt. Không chỉ thơm ngon, nó còn chứa các chất dinh dưỡng quan trọng cho cơ thể như vitamin, chất béo, khoáng chất. Đặc biệt, trong trứng gà có nhiều protein, dưỡng chất cần thiết để cơ thể phục hồi và phát triển bình thường. Tuy nhiên, nhiều chị em nội trợ thường xuyên mắc phải những sai lầm khi chế biến và ăn trứng gà. Không ngâm trứng trong nước lã. Nhiều người sau khi luộc trứng gà thường cho chúng vào một bát nước lã để dễ bóc vỏ. Tuy nhiên, theo nhiều nghiên cứu, trứng gà tươi vốn là một lớp màng bảo vệ ở bên ngoài để ngăn chặn sự xâm nhập của các vi sinh vật. Khi luộc chín, trên vỏ trứng gà không còn lớp màng này. Vì thế, khi trứng chín được đặt trong nước lã, túi khí bên trong quả trứng có tác dụng cản trở khí lạ từ môi trường bên ngoài cũng bị phá vỡ do nhiệt độ hạ xuống đột ngột. Thời điểm này, nước và các vi sinh vật dễ dàng xâm nhập vào bên trong, khiến trứng bị mất chất và nhanh hỏng. Ăn nhiều trứng buổi sáng. Trứng là món ăn được nhiều người yêu thích cho bữa sáng. Tuy nhiên, bạn không nên ăn quá nhiều trứng vào thời điểm này. Hàm lượng protein cao trong trứng sẽ khiến cơ thể khó hấp thụ và gây sức ép cho hệ tiêu hóa. Không ăn trứng gà luộc chưa chín để qua đêm. Theo đánh giá, các chuyên gia dinh dưỡng trứng gà để qua đêm có nên ăn hay không còn tùy thuộc vào quả trứng đó đã luộc chín hay chưa. Đối với những quả trứng luộc chưa chín hay lòng đào thì tốt nhất là không nên ăn. Bởi với trứng gà luộc để qua đêm, nhiệt độ trên 10 độ C sẽ khiến cho các vi khuẩn sinh sôi và phát triển. Vì thế, khi ăn vào, các bạn có thể mắc phải các triệu chứng như đầy hơi, nóng, chướng khí, dạ dày khó chịu, thậm chí là tiêu chảy. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt.